xin chào tất cả các bạn à, hôm nay mình làm một cái clip à, ngắn à, về một cái thủ thuật nhỏ nhỏ dành cho những bạn mà à, hay làm à, nội thất bằng revit đó là cái cách chúng ta tạo ra cái bảng thống kê các cái vật dụng ở trong à, ở dự án mà thống kê trong revit mà có kèm theo hình ảnh à, đó là nội dung thứ nhất nội dung thứ hai đó là có à, có một bạn đã comment ở trên kênh của mình đó là hướng dẫn cái cách để làm sao mà biết được là À, trong cái bản thống kê của đồ rời đấy thì sẽ biết được là cái đồ rời đó đang được thể hiện ở trong cái những cái bản vẽ nào ở trong hệ thống bản vẽ triển khai dự án của revit thì đó là những cái nội dung mà mình muốn truyền đạt ở trong cái trao đổi trong cái clip này à, nếu như mà các bạn có những cái cách làm nào nó hay hơn nó tốt hơn và nó tiện hơn thì có thể là comment chia sẻ bên dưới cái clip À, này hoặc là trên uh, Facebook của hội nhóm uh, liên quan đến kênh đó là hội uh, Mê Revit của group ở trên Facebook và cái uh, Pay là Revit cộng đồng chia sẻ video hướng dẫn nha. À, nếu như các bạn nào cảm thấy những cái clip của mình hướng dẫn nó uh, hay, nó thiết thực và nó giúp ích cho công việc của các bạn thì các bạn hãy uh, cho mình một like, một share và uh, subscribe kênh để uh, kênh phát triển tốt hơn nha. Cảm ơn tất cả các bạn. bây giờ chúng ta đi vào trong nội dung chính thì để chúng ta tạo ra một cái bảng uh, thống kê đồ rời hay là đồ nội thất ở trong uh, revit mà có cả hình ảnh thì nó hết sức là đơn giản uh, trước hết là các bạn sẽ phải chuẩn bị những cái hình ảnh liên quan đến những cái đồ rời mà các bạn uh, bố trí ở bên trong cái phương án của mình uh, đó hình ảnh có thể là thực tế có thể là hình ảnh render trực tiếp từ sản phẩm ra ví dụ ở đây mình uh, chuẩn bị những một số hình ảnh thực tế về đồ rời sau đó thì ở trong cái dự án của bạn thì các bạn có những cái hệ thống bố trí uh, vật dụng như thế này thì bước kế tiếp là các bạn sẽ làm như sau à, các bạn sẽ chọn lấy cái đồ rời này ví dụ như đây là cái ghế và chúng ta à, cái ghế bên kia và chúng ta sẽ ở trong cái phần mà thông tin của cái ghế này các bạn để nó có cái phần image là cái phần hình ảnh đại diện đó chúng ta sẽ kích vào đây và chúng ta sẽ mở cái bảng này ra thì bây giờ trong cái bảng này thì các bạn sẽ ạt thêm cái hình vào ở đây mình sẽ ạt thêm cái hình là mình chọn đến cái thư mục mình đã lưu cái hình ảnh độ rời nó vào và như thế này và mình sẽ ạt cái hình của tương ứng ví dụ cái ghế này thì mình dự định là làm cái mẫu đó này tất nhiên là hình ảnh thực tế cũng tốt hơn nhé ở đây mình làm nhanh thì mình dùng hình ảnh nó có thể là không khớp với lại cái mô đồ nếu như các bạn có hình ảnh khớp với mô đồ trăm phần trăm thì nó tuyệt vời nhất mình bấm ok ở đây là chúng ta sẽ có cái hình ảnh cho ghế này. Giờ cái đây cái loại ghế thứ hai thì mình sẽ vào làm tương tự như vậy. Mình add cái hình ảnh cho cái loại ghế thứ hai này vào. Và cái ghế này nó là cái ghế dự định mình làm cái ghế này chẳng hạn như thế. Đúng ok. Rồi cái cái bàn, cái bàn làm việc thì mình sẽ giữ... à, xin lỗi, mình sẽ vào trong phần này, phần hình ảnh đại diện của nó. Và mình sẽ add cái hình ảnh là cái bàn làm việc. Ở đây chúng ta bấm Ok. À, tương tự như vậy đối với lại cái bàn họp thì mình à, sẽ cho nó đây là bộ bộ bàn bộ bàn họp thì chúng ta sẽ cho nó và à, một cái à, add một cái hình ảnh và trên đây và bàn họp elip 8 ghế chẳng hạn như thế bấm ok như vậy thì mỗi cái thư viện đồ rời này trong này nó có một cái hình ảnh đại diện và vì cái tiếng của bạn hết rất là đơn giản là các bạn sẽ tạo một cái bảng new schedule quantity và chúng ta sẽ À, tạo ra cái bảng là thống kê vật dụng à. thống kê vật dụng chúng ta bấm ok thì trong cái này thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ lấy tên nó ra thì chúng ta cơ bản nhất thì nó có rất là nhiều thông số trong thống kê này nếu bạn nào làm chuyên về nội thất thì các bạn cũng hiểu những cái thông số ở đây để làm cái gì rồi Và mình sẽ gọi uh, tên của uh, nó ra À, sau đó thì mình sẽ cho nó cái thông số đó là cái ví dụ các bạn có thêm cái phần description decryption phần mô tả về cái đồ đạc nội thất ở đây thì các bạn có thể gọi nó ra và cái quan trọng nhất đó là cái chúng ta vừa mới đưa vào nên chúng ta sẽ cho nó cái um, cái thông số đó là image này là cái hình ảnh đại diện này. Rồi nếu như các bạn mà ví dụ ở đây chúng ta có những cái tên phòng như thế này thì các bạn uh, có thể là trong các bạn thống kê của đồ nội uh, thất thì các bạn có thể chuyển sang cái hạng mục những thông số về room. Các bạn muốn lọc như sau này các bạn muốn lọc những cái đồ để, đồ đạc theo phòng thì các bạn chỉ việc là uh, cho thêm room name hoặc room number. Ví dụ ở đây room name thì mình mới tạo mình không có đổi tên mình sẽ cho room number là cái số thứ tự của cái phòng đấy để sau này các bạn muốn lọc muốn sắp xếp những cái đối tượng này và trong cái phần mà sorting grouping nữa này, chúng ta có thể sắp xếp theo tên phòng à, theo số phòng xin lỗi room number nhé ok thì ở đây các bạn sẽ thấy là những cái đồ đạc ở đây à, chúng ta đang ví dụ như cái bàn này, à, cái bàn này à, đã có cái ghế, đã có cái hình ảnh rồi nhưng mà những cái này chúng ta chưa chưa có cái hình ảnh à, đi kèm. Như vậy thì chúng ta sẽ đưa hình ảnh vào cho những cái này nha Ví dụ như cái lúc này các bạn có thể đưa vào từ cái nào còn thiếu thì chúng ta sẽ đưa vào đây luôn. Ví dụ như cái này à, Amris à, ghế văn phòng à, số 1 thì chúng ta sẽ lấy cái này, rồi OK. À, cái ghế bốn chân này thì nó tương ứng với cái loại số 2 này và tất nhiên là do cùng một loại mẫu nhưng mà nó khác nhau về mặt kích thước đó cho nên là các bạn có thể là ví dụ như là bàn một ở đây À, chẳng hạn như vậy và chúng ta sẽ có cái phần description ở đây nếu các bạn muốn thay đổi thì trong cái dữ liệu này các bạn thay đổi à, đó là chúng ta sẽ có được cái hình và chúng ta đang sắp xếp lọc thử phòng à, sau đó thì các bạn để các bạn có thể hiển thị được những cái thống kê này ra hình ảnh thì các bạn sẽ phải đưa nó vào trong sheet này đây mình sẽ tạo ra new sheet nha và mình sẽ à, cho nó là một cái khung tên mặc định như này và các bạn đưa cái bảng thống kê vật dụng này vào trong trong cái một cái ship này các bạn bố trí nữa. thì lúc này các bạn sẽ thấy ngay là trong cái bảng thống kê của mình đấy nó có ngay cái thống kê vật dụng này và nó có kèm theo là cái hình ảnh của cái vật dụng. các bạn có thể muốn hình ảnh nó to nhỏ thì các bạn có thể điều chỉnh thông qua cái cái cái, cái, cái kích thước của các cái ô cell này thì các bạn bố trí làm sao cho nó vừa đủ hiển thị những cái thông tin của bạn mong muốn. Thì đó là cái nội dung thứ nhất, hết sức là đơn giản đúng không. Ở đây chúng ta chỉ việc là thêm một cái thăm biến, à, không phải thăm biến thêm nữa mà chúng ta khai báo đầy đủ cho cái vật dụng thì nó sẽ có ngay cái chuyện này à, Đó là cái nội dung thứ nhất à, Nếu như các bạn mà cảm thấy hay hoặc cảm thấy hữu ích cho công việc của bạn thì các bạn nhớ like, share và comment tương tác với các video của kênh cho nó à, Các nội dung của trên kênh cho nó thêm phần sôi động nha À, sang cái nội dung thứ hai, đó là bây giờ các bạn à, mong muốn là cái biết được là cái ghế này à, những ví dụ các bạn làm nội thất thì các bạn cũng hay là triển khai những cái đồ rời này ra theo những kích thước cụ thể thì bây giờ các bạn cũng muốn biết là cái cái, cái bản vẽ liên quan đến cái đồ rời này á, thì nó sẽ à, nằm ở những cái bản vẽ nào thì à, thì cái này có phải thêm một cái thủ thuật nữa đó là chúng ta đi vào trong cái một bạn này nha. Thì bây giờ những cái đồ rời này các bạn muốn triển khai nó thì Thường, thông thường á, thì chúng ta sẽ cho nó trở thành một cái assembly và chúng ta sẽ triển khai thì à, các bạn à, ví dụ như bây giờ mình muốn tạo bản vẽ triển khai cho cái ghế này à, thì các bạn chọn cái ghế này và các bạn sẽ chọn vào cái uh, create assembly tức là sẽ tạo ra một cái tổ hợp uh, để chúng ta có thể triển khai cái assembly này thì về mặt bản chất thì nó giống như là cái group À, nhưng mà nó khác cái group ở một cái chỗ đó là chúng ta có thể là sau khi tạo assembly xong thì chúng ta có thể tạo những cái view uh, riêng cho từng cái đối tượng để chúng ta có thể phục vụ công tác triển khai tốt hơn ví dụ đồ rơi thì thường làm assembly thôi chúng ta sẽ lại bấm vào đây đơn giản lắm các bạn chỉ việc create assembly và các bạn đặt tên cho nó ví dụ như ở đây mình đặt tên cho nó là ghế văn phòng 1 chẳng hạn như vậy và tất nhiên là category của nó là furniture chắc chắn là đưa vào trong cái mục furniture rồi rồi, sau đó thì chúng ta có thể là à, tạo cho nó thêm một cái này. Ví dụ ở đây mình sẽ có là ghế văn phòng 2 OK. Tự động nhảy thì hấp dẫn chưa? Rất là đơn giản nha, cứ thoải mái làm thôi nha, không có vấn đề gì hết. Ví dụ cái bàn này chúng ta create, assembly. À, à, bàn văn phòng một. Nhưng mà một đây một A, tại vì cái bàn sau cái nó cùng một loại nhưng nó khác kích thước. À, rồi cái bàn này là chúng ta sẽ tạo là bàn văn phòng ơi à xin lỗi nó, 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 cùng một loại nhau như vậy thì ở đây nó cũng là xem like bằng văn à, bằng văn phòng 1A Ok còn cái này là chúng ta sẽ thì uh, Uh, quay lại vấn đề thứ hai sau khi các bạn uh, tạo các assembly là các cái đồ rời này rồi thì bây giờ việc còn lại các bạn sẽ tìm nó ở đâu các assembly các bạn tạo ra nó sẽ nằm bên dưới này đây nó sẽ là bảng văn phòng, phòng 1 a nghĩa văn phòng 1 cái văn phòng hai như thế thì các bạn sẽ đưa bây giờ cái việc kế tiếp của bạn nó cũng đơn giản không kém nữa đó là các bạn chỉ việc ví dụ các bạn chọn bảng văn phòng 1 a các bạn kích chuột phải vào nó nha và các bạn sẽ chọn là create Assembly view và khi các bạn chọn cái chế độ này á, thì nó sẽ trong đối với một cái assembly line nó sẽ tự động tạo cho các bạn tất cả những cái view liên quan uh, bao gồm là 3D, kiểu hình chiếu trục đo nha, rồi mặt bằng, mặt cắt, rồi các cái mặt cắt liên quan nha chứ không phải là mặt cắt này là mặt cắt liên quan đến những cái mặt cắt các bạn đã tạo cho công trình. Đây là mặt cắt riêng của cái vật thể này. Và những cái mặt đứng trái phải trên dưới trước sau tức là sáu mặt. các bạn thích những cái mặt nào thì các bạn đưa vào và các bạn có những cái view template tức là các cái tinh chỉnh về view các bạn đã chỉnh sẵn dành cho những cái view đồ rời chẳng hạn thì các bạn sẽ add à, ở đây cũng không có rồi thôi. ở đây là mình làm nhanh để cho các bạn thấy cho nó biết cái công cụ như thế thôi thì mình không có một cái view template nào ở đây cả. À, ở đây nó sẽ thống kê đồ rời riêng nhưng mà đây chúng ta không cần thống kê riêng chúng ta bỏ thôi. nhưng mà ở đây nó có một cái hay là các bạn nhớ kích vào cái này nhớ kích vào cái phần sheet này là cái nó sẽ tự tạo thêm một cái bản vẽ đi kèm với lại cái assembly này một hay, hay nhiều là tùy các bạn nha và cái uh, cái này các bạn cái khổ giấy các bạn sẽ chọn ví dụ ở đây trong này mình có cái a một metric mình sẽ chọn luôn thì mình kích một cái nhé thì các bạn sẽ thấy là lúc này nó có cái dấu cộng đây các bạn sổ cái phần assembly các bạn sẽ sổ ra các bạn sẽ thấy này nó có đây là cái 3D riêng của nó các bạn thích chỉnh gì thì các bạn chỉnh nha các bạn thích chỉnh dạng hiển thị màu thì tùy các bạn nhé à, chẳng hạn như thế À, hay là các bạn có cái detail section này đây section B này rồi các cái mặt đứng nha trên dưới trái phải trước sau vậy thoải mái nha rồi mặt bằng đó chẳng hạn như thế chúng ta có rất là nhiều rồi nó có cả cái bảng thống kê vật liệu dành riêng cho cái đồ rời này tức là bây giờ những cái chất liệu này thì khối lượng cái thể tích của các cái vật liệu đi kèm là bao nhiêu thì đó là cái này các bạn tự tạo bản thống kê cũng được nhưng mà đây chẳng qua là trong assembly thì nó có cái hay đó là những cái đối tượng đã được cô lập ở trong một assembly thì nó sẽ tạo thống kê riêng cho các bạn các bạn đỡ phải lọc có các bạn tạo ở bên ngoài này cũng được nha nhưng mà các bạn sẽ phải lọc theo đối tượng à, Tạo tạo thêm biến lọc cái đối tượng nữa thì nó cũng mất công hơn một chút xíu thôi à, cái schedule Uh, part list và chúng ta quan trọng nhất là chúng ta có cái sheet này. cái sheet này tất nhiên là chưa có gì cả. các bạn muốn trình bày thì các bạn đưa những cái bạn vẽ vào đây, các bạn trình bày uh, bố cục rồi ghi chú kích thước. tất nhiên là những cái ký hiệu này kia uh, để các bạn có thể nếu như rối mắt quá thì các bạn có thể tắt nó đi. tắt nó trong vg hoặc là hai in view category thì tùy các bạn nha. cái này là thuộc thao tác cơ bản rồi, mình sẽ không có đề cập vào trong này. Uh. À, nếu như các bạn mà cảm thấy thiếu thốn bản vẽ quá thì chúng ta sẽ tạo thêm một bản vẽ nữa cho một cái assembly này ví dụ các bạn trong Revit 2022.1 các bạn mình đang sử dụng nha nó có thêm một chức năng rất là hay ho đó đúp à, rất là nhanh các bạn có thể đúp đi cây empty sheet và chúng ta sẽ bỏ tiếp những cái bản vẽ chúng ta chưa bỏ được vào chẳng hạn như thế nếu như một cái đồ rời của bạn nó nhiều bản vẽ quá và các bạn thống kê à, à, vật tư đi theo cái đồ rời này à, và cái uh, cái assemble này thì nó lại có một cái nữa đó là các bạn cũng có thể là tầng cái assemble này uh, các bạn cũng có thể là nó add được cái email và cho nó nha ví dụ ghế văn phòng 1 chúng ta cũng add email vào. Uh, nếu như mà các bạn sẽ có ghế văn phòng này các bạn cũng có thể add email vào. Cái loại 2 nó giống y chang như là khi chúng ta add email vào trong cái đồ nội thất như ban nãy thôi. Ở đây chúng ta sẽ add email là uh, bàn chẳng hạn như vậy, rồi, rồi tất cả mọi thứ nó đã, đã ok rồi. À, tương tự như vậy mình sẽ làm thêm một cái nữa nha. Ở đây mình sẽ create, sample view, kết hết tất cả đi. rồi sheet nó cũng y chang như thế nha. À, bấm ok thì các bạn sẽ thấy là tương tự như vậy đối với cái ghế này chúng ta sẽ tạo y chang vậy. À, và trong sheet này chúng ta sẽ bỏ vào đây một ít. tất nhiên là cái cái sheet ở Uh, của các cái assembly này để triển khai đồ rời này thì các bạn tạo riêng ở trong cái mục sheet chung của dự án cũng được nha Nhưng mà đây là mình đang mong muốn một cái chuyện đó là những cái sheet mà nó tạo ở trong assembly này Thì nó sẽ có một cái thông số để các bạn lọc theo assembly Rồi sau khi chúng ta có những cái sheet này rồi thì mình sẽ vào trong cái bảng schedule nha Mình sẽ tạo là new sheet list nha Và ở đây mình sẽ Ừ um, do mình có cái assembly rồi cho nên là mình sẽ có thêm được một cái biến đối với lại cái sheet list này. Bình thường thì các bạn chỉ có là à sheet number à name tức là cái tên bạn vẽ thôi đúng không? Ở đây mình lại có thêm được một cái nữa đó là cái assembly name. Nè, nếu như các bạn thích hoặc là xem hoặc là nếu như các bạn đặt bằng code vì assembly này các bạn đặt bằng code cũng được. À, các bạn đặt xem like code cũng được ví dụ như ở đây thôi mình đặt đơn giản đi uh, assign lên uh, assembly name nhé rồi chúng ta bấm ok như vậy thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ uh, những cái sheet có ở trong cái bảng vẽ của mình hiện nay thì nó có uh, các cái sheet ở đây ví dụ những các sheet chung ở phía trên này uh, trong đó còn có các sheet đi theo assembly lúc này thì mình có thể là filter nếu như các bạn muốn là lọc riêng những cái xích đồ nội thất ra theo đồ rời ra thì các bạn sẽ filter nha và các bạn sẽ chọn là filter ở đây là assembly name nha và chúng ta sẽ lọc theo cái này hoặc là ờ has a value nha, chúng ta sẽ chọn cái này. Đó và nếu như các bạn không 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 ở xem line đen bạn thích để lại thì cũng được để biết được là những cái sheet này nó sẽ triển khai cho bạn vẽ gì ví dụ như bàn văn phòng 1a thì chúng ta sẽ bấm vào cái này chúng ta sẽ biết được là à, đây là đang là cái thuộc về a 101 a 102 chẳng hạn như thế đây à, thì đó là cái cách mà à, tất nhiên là cái này thì nó giống như bạn sheet list bình thường thôi nhưng mà nó sẽ lọc được thêm cái bộ phận này nữa thì đây là cái cách để các bạn thống kê các bạn được thống kê được cái vấn đề đó là những cái um, đồ rời của mình đang được triển khai và được bài trí ở trong những cái bản vẽ nào và cái cuối cùng đó là nếu như các bạn thống kê cái exemplar tức các bạn tạo bảng thống kê nhá new scale quantity các bạn thống kê ở đây là tạo bảng thống kê exemplify bấm ok thì những cái ở đây thì mình sẽ cho nó là thứ nhất là chúng um, ta cũng có là exemplify Ví dụ như chúng ta đưa ra xem assembly code nha và chúng ta sẽ có cái phần image rồi có thể là assembly description à, tùy các bạn nha và chúng ta sẽ có thử nha ok à, các bạn sẽ thấy là những cái assembly của chúng ta nó có cái uh, hình ảnh đi kèm và nếu như các bạn đưa cái thống kê này vào trong cái thống kê đồ nội thất assembly các bạn cũng thấy là cái này chúng ta có nếu như mà các bạn thống kê theo assembly thì nó như thế này nhưng mà khi mà đồ nội thất mà các bạn đưa thành assembly rồi thì cái thông tin của bản thân của nó nó vẫn giữ nguyên chứ không phải là nó mất đi nha ở đây mình chỉ minh họa cái chuyện là nếu như các bạn thống kê luôn cái đồ này từ trong assembly thì nó cũng ra được hình ảnh nha miễn sao các bạn add image vào trong cái hình ảnh vào trong cái đối tượng đây một cái đối tượng sau khi các bạn đã tạo xem live rồi các bạn kích vào lần thứ nhất thì nó sẽ hiện là furniture assembly xem ghế văn phòng 1 nhưng mà các bạn bấm tám một cái nữa và các bạn kích là thì các bạn sẽ nó trở thành một cái uh, ghế giống như ở đây nó sẽ quản lý ở xem nó giống như cái group vậy và nếu như các bạn không thích nó nữa thì các bạn sẽ chọn là uh, disassemble uh, đó là cái cách mà sử dụng ở trong cái trường hợp này uh, như vậy thì cái nội dung trao đổi của mình ở trong clip uh, đến đây uh, xin được phép kết thúc À, chúc các bạn à, làm việc thật tốt với lại à, các phần mềm để viết nhé và hy vọng những cái, cái trao đổi của mình đây sẽ giúp ích được uh, ít nhiều cho cái công việc của các bạn à, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái clip trao đổi sau